có rất nhiều trở ngại lớn để trở thành một loài liên hành tinh, nhưng một cái có thể khó hơn phần còn lại. Năm 1950, nhà vật lý và người đoạt giải Nobel Enrico Fermi nổi tiếng đã hỏi các đồng nghiệp của mình, họ ở đâu? Fermi đã phản ánh về sự rộng lớn của vũ trụ và họ, trong câu hỏi của ông, đề cập đến người ngoài trái đất. Với số lượng các ngôi sao và hành tinh gần như không thể đếm được trong vũ trụ, rõ ràng là các nền văn minh thông minh có khả năng phát triển thiên văn học vô tuyến và du hành giữa các vì sao sẽ làm lốm đốm các ngôi sao ở xa. Tuy nhiên, vào thời của Fermi, không có bằng chứng nào về những nền văn minh như vậy tồn tại, điều mà ngày nay vẫn đúng. Các nghịch lý Fermi là một thuật ngữ dùng để mô tả sự thiếu bằng chứng cho cuộc sống ngoài trái đất khi đối mặt với một vũ trụ mà có thể bởi các con số bùng nổ với nó. Nhưng chúng ta không thấy dấu hiệu của công nghệ ngoài hành tinh và kính viễn vọng vô tuyến của chúng ta không nhận được tín hiệu từ các thế giới khác. Nhiều giả thuyết đã được đưa ra để giải quyết nghịch lý Fermi, nhưng tất cả những điều này vẫn chưa được chứng minh. Và vào những năm 1990, một lời giải thích khả thi khác cho sự đơn độc rõ ràng của chúng ta trong vũ trụ đã được Robin Hanson đưa ra, một định đề được gọi là Great Filter hay còn gọi là bộ lọc vĩ đại. Nói một cách đơn giản, bộ lọc vĩ đại nói rằng các dạng sống thông minh giữa các vì sao trước tiên phải thực hiện nhiều bước quan trọng và ít nhất một trong những bước này phải có khả năng xảy ra cao. Thật vậy, tiền đề của bộ lọc vĩ đại là có ít nhất một rào cản cao đến mức hầu như không loài nào có thể vượt qua nó và chuyển sang bước tiếp theo. Nhưng trong khi thuật ngữ bộ lọc vĩ đại gợi ý hành động có ý thức của một số loại thực thể ngoại sinh, trên thực tế, giả thuyết là một cách suy nghĩ về khả năng tương đối của các sự kiện nhất định xảy ra hoặc không xảy ra trong quá trình tự nhiên của chúng. Vì vậy, những rào cản cơ bản nào phải được xóa bỏ để trở thành một nền văn minh tiên tiến du hành vũ trụ thực sự? Hanson đã đề xuất một vài rào cản sau đây. Rào cản đầu tiên, một hành tinh có khả năng chứa đựng sự sống phải hình thành trong vùng có thể sinh sống được của một ngôi sao. Rào cản thứ hai, sự sống tự nó phải phát triển trên hành tinh đó. Thứ ba, các dạng sống đó phải có khả năng tái tạo, sử dụng các phân tử như DNA và RNA. Thứ tư, tế bào đơn giản sinh vật nhân sơ phải tiến hóa thành tế bào phức tạp hơn, tức sinh vật nhân chuẩn. Thứ năm, sinh vật đa bào phải phát triển. Thứ sáu, sinh sản hữu tính làm tăng đáng kể đa dạng di truyền phải được giữ. Thứ bảy, các sinh vật phức tạp có khả năng sử dụng công cụ phải tiến hóa. Thứ tám, những sinh vật đó phải tạo ra công nghệ tiên tiến cần thiết cho quá trình thuộc địa hóa không gian, đây đại khái là con người ngày nay. Và cuối cùng, các loài du hành vũ trụ phải tiếp tục xâm chiếm các thế giới và hệ thống sao khác, đồng thời tránh tự hủy diệt. Trong khi con người chưa có khả năng du hành giữa các vì sao theo bất kỳ nghĩa nào, ngoài một số tàu thăm dò robot nhỏ như tàu vũ trụ Pioneer, Voyager và New Horizons, chúng ta có khả năng thiên văn học vô tuyến tiên tiến, có nghĩa là chúng ta là một nền văn minh tương đối hiểu biết về công nghệ. Nhưng ngay cả khi một nền văn minh ngoài hành tinh mất cùng một khoảng thời gian tương tự để tạo ra bước tiến nhảy vọt về mặt công nghệ mà nhân loại đã đạt được, thì tính đến thời đại của vũ trụ thì ít nhất phải có một vài loài liên hành tinh cư trú trên toàn bộ thiên hà của họ cho đến nay. Nhưng một lần nữa, các nhà thiên văn học không thấy bằng chứng nào về những nền văn minh như vậy. Khi họ nhìn lên các vì sao, chỉ là sự im lặng đến chói tai. Những thách thức lớn nhất nào để trở thành một nền văn minh thiên hà và bộ lọc tuyệt vời có thể là gì? Có lẽ abiogenesis, nghĩa là sự sống phát sinh từ sự vô hồn, là cực kỳ hiếm. Có lẽ sự kiện cực kỳ hiếm gặp này trên thực tế là bộ lọc vĩ đại. Ngoài ra, có lẽ sự sống thường tự phát sinh, nhưng phần lớn sự sống không bao giờ tiến triển ngoài các sinh vật đơn bào đơn giản. Có thể vũ trụ chứa đầy vi khuẩn, nhưng vi khuẩn không tạo ra các con tàu để du hành liên sao. Ngoài ra, bộ lọc tuyệt vời có thể là hệ quả của chính công nghệ. Có lẽ các nền văn minh tiên tiến thường tự diệt vong thông qua một số loại công nghệ chạy ơ mắc, chẳng hạn như trí thông minh nhân tạo đã hủy diệt chính nền văn minh đó, công nghệ nano hay cỗ máy ngày tận thế. Nhân loại hiện nay đã thừa khả năng tự hủy diệt thông qua chiến tranh hạt nhân toàn cầu.
Và đáng buồn thay, có thể những sự kiện tuyệt chủng như vậy hầu như không thể tránh khỏi trong toàn vũ trụ. Bộ lọc vĩ đại cũng có thể là một sự kiện hoàn toàn bên ngoài mà không phụ thuộc vào loài thử nghiệm của nó, bất kể chúng có thể tiên tiến đến mức nào. Ví dụ, tác động của một tiểu hành tinh khổng lồ, hoặc hành tinh giả mạo, một vụ nổ tia gamma gần đó, hoặc một siêu tân tinh xâm nhập có thể tiêu diệt tất cả sự sống trên trái đất, hoặc bất kỳ hành tinh nào khác vì vấn đề đó. Hiển nhiên là không có công nghệ nào trong kho vũ khí của chúng ta ngày nay có thể ngăn những sự kiện này xảy ra, ngay cả khi chúng ta đã được báo trước. Một khả năng khác là nhiều hơn một bước của bộ lọc tuyệt vời là rất khó xảy ra. Điều này sẽ làm tăng theo cấp số nhân độ khó của một nền văn minh để đạt được trình độ công nghệ cần thiết để thông thạo việc du hành giữa các vì sao. Vậy loài người chúng ta đã vượt qua bộ lọc vĩ đại chưa? Nếu bộ lọc vĩ đại ở phía sau chúng ta, nó báo hiệu tốt cho loài người, vũ trụ có thể là của chúng ta. Tuy nhiên, nếu bộ lọc vĩ đại vẫn còn ở phía trước, chúng ta có thể bị tiêu diệt. Về mặt sáng sủa, một số người đã giải thích sự đơn độc rõ ràng của chúng ta trong vũ trụ là một dấu hiệu tốt, thậm chí là một điều may mắn, vì nó cho thấy chúng ta đã vượt qua nút cổ chai một cách an toàn. Có vẻ kỳ lạ, chúng ta có thể là loài đầu tiên đi qua bộ lọc vĩ đại. Sau cùng, ai đó phải là người đầu tiên. Mặt khác, nếu chúng ta phát hiện ra tín hiệu từ một loài công nghệ siêu tiên tiến khiến chúng ta trông nguyên thủy, thì có thể ngụ ý rằng bộ lọc vĩ đại vẫn còn ở phía trước. Nhân loại có thể đã được định sẵn để thực hiện một cuộc thử nghiệm vũ trụ bất ngờ, một thử nghiệm vũ trụ mà chúng ta không biết phải nghiên cứu để làm gì. Bộ lọc vĩ đại chỉ là lý thuyết. Vâng, nhưng từ góc độ logic, đó là một ý tưởng hấp dẫn ở nhiều cấp độ, đưa ra lời giải thích hợp lý cho nghịch lý Fermi. Vì vậy, mặc dù câu hỏi họ ở đâu vẫn chưa được giải đáp, lý thuyết bộ lọc vĩ đại đưa ra một trong những dự đoán tốt nhất mà chúng ta có thể mơ ước. Thật không may, điều đó không trả lời được rằng liệu bộ lọc tuyệt vời đã ở phía sau chúng ta hay chưa, hay nó vẫn đang đợi chúng ta phía trước.